chặt cái bản kinh xe phong cách 24 giờ. Bentley FS Channel 10 2007 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Bentley FS Channel 10 2007 là dòng xe Underborne thể thao ở hạng 110cc của nhà Bentley. Tuy nhiên, trước đó mẫu xe này được giới thiệu tại thị trường Malaysia. Nay, sự kiện Việt Nam Motorcycle Show 2007, hãng Bentley Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe con tay này tại thị trường Việt Nam. FS Channel 10 là mẫu xe Underborne ở hạng 110cc chính thức được ra mắt. Mẫu xe này được giới thiệu tại thị trường Malaysia ở thời điểm trước đó. Tuy nhiên, cho tới nay, Bentley đã chính thức giới thiệu dòng xe này tại thị trường Việt. Mẫu xe FS Channel 10 2007 thuộc dòng xe Underborne thể thao ở hạng 110cc, tương tự như hai dòng xe cạnh tranh với nhau là Accenter Channel 10 của nhà Yamaha và Winner Channel 10 của Honda. Tuy nhiên, Bentley Việt Nam lại xác định nhóm đối tượng bình dân hơn so với hai dòng xe còn lại. Dù là nhóm đối tượng bình dân hơn, nhưng FS Channel 10 2007 được trang bị rất nhiều công nghệ như cặp phuộc upside down ở phía trước, phuộc monoshock ở phía sau, phanh đĩa trước và sau, sở hữu cặp mâm thiết kế 6 chấu bảng lớn, giá thông số lớp 70-917 ở phía trước, 120-717 ở phía sau, giấy cặp Demi LED, đèn hậu LED, xi nhan tách rời vân vân. Khối động cơ trên FS Channel 10 2007 thuộc dòng máy đứng có dung tích 149.8cc, 4 thì, 4 vành, 3 buji, làm mát và ổn dịch, phun xăng điện tử FI, con tay học số sơ cấp, công suất cực đại 15.5 HP, A cộng 8.500 RPM. Bentley FS Channel 10 có thể bán vào tháng 7 năm nay với giá bán vẫn chưa được hé lộ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại chi tiết nhớ like hoặc share như subscribe.